Kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa quý thân bằng quyến thuộc cùng gia đình tang quyến, hôm nay chúng ta đang có mặt trong tang lễ của bà Trần Thị Tài. Chúng tôi đến từ dịch vụ mai táng trại hồn Ba Còn, được sự đồng thuận và ủy nhiệm của gia đình tang quyến, trong chốc lát nữa đây sẽ tiến hành chương trình tang lễ tiễn biệt hương linh lần cuối cùng. Vậy vào giờ phút này chúng tôi xin được trân trọng kính báo đến quý thân bằng quyến thuộc gần xa. Chúng ta tạm gác lại công việc để tập trung về phía trước sân rạp, mời gia đình tang quyến, con cháu, những ai có thọ tang và lúc này mang tang phục chỉnh tề ngồi vào các hàng ghế phía trước án tiền để tiến hành chương trình tang lễ tiễn biệt hương linh lần sau cùng. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý thân bằng quyến thuộc cùng gia đình tang quyến, chúng ta đang tề tụ nơi đây để tiễn đưa cụ bà Trần Thị Tài. Và chỉ còn khoảnh khắc nữa thôi thì thể xác của bà sẽ được táng an nơi phần mộ. Trong giờ phút đưa tiễn cuối cùng này, dịch vụ mai táng trại hồn Ba Còn xin phép được tiến hành chương trình tang lễ tiễn biệt hương linh. Thưa quý vị, chúng ta đang sống nơi chốn hồng trần mênh mông vô tận. Ở đó sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật muôn đời của tạo hóa. Người người trong chúng ta rồi cũng đến lúc phải từ bỏ cõi trần ai trở về với cát bụi. Nhà nhà trong chúng ta rồi cũng đến lúc phải trải qua cảnh tan tóc đau thương, đưa tiễn người thân về cõi vĩnh hằng. Và vì thế, dịch vụ mai táng trại hồn Ba Còn chúng tôi đến đây với mong muốn được san sẻ phần nào những khó khăn bối rối của gia đình trong lúc tang gia. Trong quá trình phục vụ tang lễ với tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc, tuy nhiên không thể tránh được những điều thiếu sót, mong quý vị niệm tình bỏ qua. Và trong lúc này đây, trước nỗi đau thương mất mát của gia đình, cho phép chúng tôi được gửi đến toàn thể tang quyến lòng thành kính phân ơn cùng lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây chúng tôi xin phép được đọc điếu văn đưa tiễn hương hồn. Kính thưa hương hồn cụ bà Trần Thị Tài, thưa quý thân bằng quyến thuộc cùng tang quyến, trong thời khắc đau thương này, chúng ta cùng ngược dòng thời gian trở về 85 năm trước. Trên quê hương Vĩnh Thuận, Kiên Giang, bà Trần Thị Tài đã chào đời trong vòng tay thân tình dòng tộc. Sinh ra trong thời loạn lạc, lớn lên trong cảnh gian nan, tuổi thơ của bà không có điều kiện học hành để nên danh nên nghiệp, chỉ cùng với gia đình bươn chải làm ăn. Đến tuổi trưởng thành, bà nên nghĩa vợ chồng cùng ông Nguyễn Văn Em. Sau thời gian chung sống, ông và bà đã có với nhau 9 người con. Những khi xưa côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó, các con thơ dài thiếu trước phục sau, tấm thân gầy đã tần tạo sớm hôm dãy dầu mưa nắng, vì đàn con đâu quản nhọc nhằn. Thế rồi cũng qua thời gian khổ, toàn gia đình chung hưởng quãng đời vui. Giờ đây các con đều đã thành gia lập thất, cháu đông con đàn. Những tưởng bà có thể sống lâu hơn nữa để an hưởng niềm vui buổi xế chiều, cũng như để các con các cháu có dịp đền đáp công sinh thành dưỡng dục, bù đắp những gian chung vất vả mà một đời bà đã trải qua. Nhưng hời ơi, trăm năm cổ hồ trên ngàn, đời người trăm tuổi dễ dàng có đông. Đến tuổi hưu nhà, bà riêng mang trọng bệnh, mặc dù chạy thuốc thầy bốn phương tám hương, bương bà cầu mời,
gia quyến một lòng sốt sắng. Nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo lại cùng tuổi cao sức yếu, bà đã không thể vượt qua. Cụ bà đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt tất cả chúng ta vào hồi 20:45 ngày 3/8/2022, nhằm ngày 6/7 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 85 tuổi. Dẫu biết rằng sinh kính tử quy, sống ở khác gì, nhưng sự ra đi mãi mãi của bà để lại nơi gia đàn những nỗi niềm xót đau vô hạn. Rồi đây các con sẽ mãi mãi chẳng còn được trông thấy hình dáng của người mẹ kính yêu suốt một đời tần tảo. Các cháu sẽ chẳng bao giờ còn được sự dạy bảo ân cần triều mến của người bà. Thưa tang gia cùng hiếu quyến, tử biệt sinh ly là nỗi đau không gì sánh được, đâu cũng là số phận đành thôi. Chỉ mong gia đình hãy cố nén đau thương, gạt nước mắt để hương hồn ra đi được nhẹ nhàng thanh thản. Mời chúng ta cùng đứng lên. Một kiếp người khép lại, chúng ta cùng cúi đầu đưa tiền hương linh. Mời an toàn. Kính thưa quý vị, tiếp sau đây là phần lễ nguyện hương và viếng linh cụ. Để nghi lễ diễn ra thêm phần trang trọng và đầy đủ ý nghĩa, chúng tôi xin phép được sắp xếp lần lượt từng thành phần sẽ bước lên nguyện hương và viếng linh cụ. Vì vậy kính mong quý vị lưu ý, khi chúng tôi mời đến thành phần nào nếu có mặt trong tang lễ, mời quý vị cùng nhấn chút thời gian bước về phía trước án tiền, thắp nén hương tiễn đưa và nguyện cầu cho hương linh của cụ bà sớm được cư dương về miền cực lạc. Kính thưa quý vị, người xưa có câu: tình thông gia ngàn năm thắt chặt, người thác rồi gửi lại cháu con. Trong giờ phút đưa tiễn cụ bà, chúng tôi xin phép được mời thông gia, tức là xuôi gia với cụ bà Trần Thị Tài, nếu có mặt trong tang lễ giờ này, mời tiến về phía trước thắp nén hương để đưa tiễn tình nghĩa thông gia lần cuối cùng. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, thông gia của cụ bà đã đến viếng trong những khoảng thời gian trước đây và hiện giờ không có mặt trong tang lễ, chúng tôi xin phép được mời phần nguyện hương tiếp theo. Thưa quý vị, anh chị em nào phải người xa, cùng chung máu mủ ruột là tình thân. Ngày nào chị ngã em nâng, giờ đây ly biệt rưng rưng lệ sầu. Và trong giây phút đưa tiễn cuối cùng này, xin được mời anh chị em của cụ bà Trần Thị Tài, nếu có mặt trong tang lễ, mời cùng tiến về phía trước dâng nén tâm hương tiễn đưa. Chúng tôi xin được mời anh chị em ruột cũng như anh chị em họ, tức là anh chị em cô cậu chú bác bạn gì với cụ bà Trần Thị Tài, nếu hiện diện trong tang lễ, mời bước về phía trước thắp nén hương đưa tiễn. Kính thưa quý vị, 85 năm trong kiếp con người, cụ bà Trần Thị Tài luôn giữ gìn sự hiếu thuận, kính trên nhường dưới. Nay thì mạng số mà bà đã mãi mãi rời xa chúng ta,
Và trong giây phút đưa tiễn này, chúng tôi xin được mời phần nguyện hương của các cháu. Các cháu ruột gọi bằng cô, bằng dì, bằng bà cô, bà dì, cũng như các cháu bên chồng của bà, nếu có mặt lúc này, mời bước về phía trước, dâng nén hương đưa tiễn lần cuối cùng. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa xin được mời các cháu của cụ bà, cháu ruột gọi bằng cô, bằng dì, bằng bà cô, bà dì, cũng như các cháu bên chồng, nếu có mặt trong tang lễ, mời tranh thủ chút thời gian tiến về phía trước, thắp nén hương đưa tiễn và nguyện cầu cho hương linh của cụ bà sớm được tiêu diêu về miền Việt Lạc. Xin được trân trọng kính mời. Mời nguyện hương dung mạo này từ nay vắng vẻ, âm dương đôi ngả cách biệt ngàn đời, nến đỏ hương thơm trà khâu rượu lạc, nguyện hương hồn sớm được siêu thăng. Thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha, tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả thân gầy cha che chở đời con. Lực vô thường đã mãi mãi cướp đi từ nay người mẹ người bà của An Tiến. Và trong giây phút cuối cùng còn lại này, chúng tôi xin mời lần lượt những người con cháu ruột của cụ bà sẽ tiến về phía trước dâng hương đưa tiễn. Và phần này chúng tôi xin được mời lần lượt từng gia đình. Khi chúng tôi mời đến gia đình nào thì cả vợ chồng cùng các con cháu, chúng ta cùng tiến về phía trước thắp nén hương tiễn đưa và quỳ lại hai lại để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Trước tiên chúng tôi sẽ được mời gia đình chú Hai Le cùng tiến về phía trước án tiền thắp nén hương đưa tiễn mẹ bà của mình lần sau cùng. Mời nguyện hương, mấy ngày nào mẹ nhỏ to khuyên bảo, nay chỉ còn di ảnh mà thôi, dương trần con chịu mồ côi, mất mẹ mất cả một trời yêu thương. Chúng tôi xin được mời tiếp sau đây gia đình cô Ba Ngày cùng bước về phía trước thắp nén tâm hương tiễn biệt lần cuối cùng. Một đời mẹ nằm phân xương, đắng cay cam chịu ngọt bùi nhường con, công ơn báo đáp chưa tròn mà nay mẹ đã đâu còn mẹ ơi. Hai đứa con.
Và xin được mời gia đình chú Sáu Lượng cùng bước về phía trước án tiền dâng nén hương tiễn đưa. Mẹ nằm đó xác thân yên lặng, con nghẹn lòng dâng nén tâm hương. Thôi rồi cách biệt âm dương, thôi rồi vĩnh biệt tình thương trọn đời. Và chúng tôi xin được mời gia đình chị Bảy Thủy cùng tiến về phía trước án thiền thắp nén hương tiễn đưa. Mẹ đi vì giấy mai trời, chúng con ở lại giữa bờ tiếc thương. Từ nay cách biệt âm dương, lệ rơi nhòa nhạt khói hương tà từ. Xin được mời gia đình anh Tám Lĩnh cùng bước về phía trước dâng nén tâm hương nguyện cầu cho mẹ bà của mình sớm được cứu vui về miền cực lạc. Mẹ hỡi, từ nay cách biệt rồi, hình bóng mẹ hiền còn đọng mày khắc sâu tâm trí của đàn con. Chúng tôi xin được mời gia đình anh Chính Bình cùng bước về phía trước án tiền thắp hương tiễn biệt. Trời dần dù mịt mù nơi xóm nhỏ, mẹ chút hơi rời bỏ trần gian. Cháu con nước mắt ngập tràn, mẹ ơi sao đợi dồi dào sao đi. Và xin được mời gia đình chị Út Linh cùng bước về phía trước dâng nén hương đưa tiễn lần sau cùng. Hết Phật rồi hình bóng của mẹ tôi, ngày hai buổi sớm chiều ra đứng ngóng, mắt mòn mỏi chờ con bên cánh dòng, dòng tay yêu dang rộng tấm tình người. Và chúng tôi xin được mời gia đình chị Phiến tiến về phía trước dâng nén hương đưa tiễn. Hết thật rồi mây phủ kính
trời, tuôn dòng lệ nghẹn lời thương lời nhớ. Mẹ khuất núi để ân tình gian dở, biết bao giờ còn gặp lại mẹ tôi. Và kính thưa quý vị, trong buổi tang lễ hôm nay, đội đạo trì đến từ dịch vụ mai táng Trại Hòn Ba Còn đến đây trước tiên là để tiễn vua, và sau đó cũng sẽ được thắp nén hương nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm yêu dương về miền cực lạc. Mời các anh em đến từ dịch vụ mai táng Trại Hòn Ba Còn, chúng ta cùng tiến về phía trước dâng nén tâm hương tiễn vua. Đời 85 năm giờ khép lại, xác thân xả bỏ lại trần gian, thân thang đất Phật an già, đó xem đừng đầy nhẹ nhàng yêu diêu. Người đã xa rồi, xa thật xa, ngày nay hương khói chốn quê nhà, thân bằng chuyến hồn về đông bụi, một lần tiễn biệt mày chia xa. Chuyện nhân gian vui buồn đều có, kiếp nhân sinh như gió hoàng quang, sinh ra trong kiếp con người, sớm ở tối về tôi cũng là số phận, cầu cho hương hồn an giấc ngàn thu. Kính thưa quý vừa rồi là phần lễ nguyện hương và viếng linh cụ. Sau đây mời gia đình tăng quyến chúng ta đứng lên hướng mắt về phía quý vị quan khách để có lời cảm tạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được thay lời gia đình tăng quyến gửi đến toàn thể quý vị lời cảm tạ. Kính thưa quý ông bà cô bác, anh chị em thân bằng quyến thuộc gần xa, trong những ngày qua gia đình chúng tôi đã phải trải qua một nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn, đó là sự ra đi mãi mãi của mẹ bà chúng tôi. Từ khi người thân chúng tôi lâm chung cho đến những ngày diễn ra tang lễ, gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của quý ông bà cô bác, anh chị em thân bằng quyến thuộc. Đó là nghĩa cử cao đẹp mà từ ngàn xưa ông cha ta đã dạy, nhất gia hữu sự bán gia ưu. Tấm tình ấy chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ, đồng thời cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý ông bà cô bác, anh chị em thân bằng quyến thuộc đã không quản ngại đường xá xa xôi, tranh thủ thời gian quý báu đến đây xuống dưới kia buồn và để đưa linh cữu mẹ bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tan gia bối rối có điều chi sơ sót, gia đình xin được niệm tình tha thứ. Chúng tôi xin thành thật tri ân và xin nhận nơi gia quyến một lễ cúi đầu cảm tạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tang lễ tiễn biệt hương linh do dịch vụ mai táng Trại Hòn Ba Còn thực hiện. Sau đây mời gia đình tăng quyến lui về bên trong lo hội sự, dừng lại không gian để đội đạo trì làm lễ đọc quan và thi quan, hòa linh cử tán an nơi phòng mời.